máy cứu ngài Khánh Thiện phát minh sáng chế độc quyền đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan tới vụ bé trai Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông vào trưa ngày 31 tháng 12 ở Đồng Tháp Tính đến thời điểm hiện tại thì cháu đã ở dưới trụ bê tông gần 130 giờ đồng hồ và hiện nay thì lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang làm việc khẩn trương để có thể đưa trụ bê tông có thi thể của nam lên. Thế nhưng theo như thông tin mới nhất thì hiện nay công tác này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi gặp nền đất cứng và dính chặt Theo đó, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ xuyên đêm ngày 4 tháng 1 sang ngày mùng 5 tháng 1, đội cứu hộ vẫn đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên tục tại hiện trường để có thể đưa thi thể cháu Nam lên và sau đó thực hiện các biện pháp hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, việc đưa cháu bé lên mặt đất vẫn chưa thực hiện được và sáng sớm nay, mùng 5 tháng 1, công việc này đã phải tạm dừng thời gian ngắn do gặp phải tầng địa chất đặc biệt. Khi đội ngũ cứu hộ thực hiện khoan xuống độ sâu 30 đến 40 m thì gặp phải tầng đất phức tạp nền địa chất rắn, đất sét dính chặt cho nên gây khó khăn và trở ngại cho đội ngũ. Trước đó vào lúc 18 giờ tối ngày bùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, bằng các biện pháp và trao đổi với các đơn vị chuyên môn, gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác định cháu Nam đã tử vong. Sau nhiều ngày rơi xuống ống hẹp, chấn thương và không được ăn uống, từ đó, các cơ quan chuyên môn đã có những thủ tục xác định bé Nam tử vong, tìm cách đưa em lên mặt đất nhanh nhất để thực hiện an táng theo truyền thống. Cũng trong sáng nay ngày 5 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã hội ý khẩn cấp để trưng cầu ý kiến các chuyên gia giỏi trong nước và ngoài nước để cách có cách giải quyết các tầng địa chất sâu trong lòng đất. Các biện pháp tối ưu đang được chọn lựa và đang chú ý là sau khi xác định bé Hạo Nam đã tử vong thì đã có thay đổi trong phương pháp cứu hộ cụ thể là lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện tháo các khớp nối lần lượt đưa ba đoạn ống lên thay vì đưa cả ba đoạn ống trụ như trước đó đã dự tính